cắm điện nhá. Này, cắm điện mà chưa cấp lạnh là nó chưa chạy đâu. Phải nối dây xanh với dây đen này nó mới chạy nhá. Xanh này. Đây này, mình dùng cái rồi nó chạy đấy. Mình đo nhé, nhìn vào cái đồng hồ này. Dây đỏ 5V này, 5,14 đây giờ. Đấy, vàng nhé, vàng 12V này, 12,14 đây nha. Rồi dây cam nhé, 3,3V này. Đấy, đầy đủ nguồn đấy. Đấy, test thì đây nhá. Quạt chạy êm ru.